Rất vui khi được quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng ở trên điện thoại iPhone cũng khá là hay. Đó là tính năng phụ đề, đó là các bạn có thể tùy chỉnh phụ đề hoặc là các bạn có thể tạo cái phụ đề riêng khi các bạn dùng trên điện thoại iPhone. Và những bạn nào mà chưa biết đến tính năng này cũng như là chưa sử dụng lần nào thì các bạn theo dõi trong video của mình nhé. Rồi, để tùy chỉnh được cái phụ đề cũng như là tạo phụ đề ở trên điện thoại iPhone thì các bạn hãy vào cho mình như sau. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt chung của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cho mình ở cái mục là trợ năng nhé. Đó. Và các bạn sẽ kéo xuống ở phần nghe ở đây thì sẽ có cái mục là phụ đề và chú thích, nó nằm ở phần cuối cùng trong cái mục nghe này. Thì các bạn hãy chọn vào phần là phụ đề và chú thích ở đây. Đó. Và nó sẽ có các cái phần như sau. Đầu tiên là chú thích chi tiết cộng với SDH. Thì cái này thì khi có sẵn ưu tiên chú thích hoặc là chi tiết phụ đề cho đấy những người là khiếm thính thì các bạn có thể không cần thiết cái phần này. Phần thứ hai là cái phần kiểu nhé. Đây này, kiểu này thì các bạn nó sẽ hiển thị cái phần demo ở đây. Kiểu này đầu tiên là nền trong suốt này, thì nó sẽ có cái phần là chữ màu trắng cũng như là nền trong suốt. Thứ hai là văn bản lớn này, đấy, nó sẽ hiển thị ở đây nhé. Các bạn chọn tới đâu là nó sẽ hiển thị, nó sẽ demo cho các bạn nhé. Tiếp theo là cái phần là cổ điển này. Đấy, cổ điển thì nó sẽ có phần chữ nó sẽ hơi vuông một chút và nó sẽ có cái nền đen. Tiếp theo là văn bản đường viền. Đấy, văn bản đường viền thì các bạn sẽ nhìn chữ nó demo luôn ở đấy nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể là tạo kiểu nhé. Đây này, các bạn chọn cho mình cái mục là tạo kiểu mới. Rồi, ở đây đầu tiên là phần phông chữ, các bạn cũng có thể tạo nhé. Mình ví dụ nhìn phông chữ này, nó sẽ có rất nhiều những cái phông chữ nhé. Các bạn có thể chọn rất nhiều những cái phông chữ. Đây là những cái phông chữ mà nó gợi ý. Còn không thì các bạn có thể là chọn là thêm phông chữ ở phía dưới này. Đó, có rất nhiều những cái phần phông chữ khác nhau này. Đấy, kiểu rất nhiều, đa số là nó đầy đủ hết các cái phông chữ. Đó, các bạn chọn nhé. Mình lấy ví dụ như mình sẽ chọn cái phông chữ đây, mình sẽ chọn cái phông chữ này đi. Rồi, mình ví dụ cho các bạn thôi nhá. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ trở ra này, nó sẽ hiển thị ngay cái kiểu phông chữ mà các bạn chọn này. Tiếp theo là kích cỡ chữ này. Thì nó có 4 kiểu này, nhỏ này, trung bình này, lớn này, rất lớn. Các bạn có thể tùy theo nhu cầu của các bạn nhá. Mình ví dụ mình chọn rất lớn ở đây thì các bạn chọn ra. Ok. Và tiếp theo là màu nhé. Màu thì nó sẽ có cho các bạn là màu xanh ngọc này, lam lục này, hồng này. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn cho mình cái màu màu đỏ đi cho nó nổi nhé. Đấy, đỏ đi. Hoặc là thôi, mình chọn màu xanh ngọc đi. Xanh ngọc đi cho nó dễ nhìn. Rồi, các bạn có thể chọn và các bạn có thể sau khi các bạn chọn xong, các bạn chọn trở ra này. Đấy. Tiếp theo đến cái mục là độ mờ này. Độ mờ ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ, đây chính là cái phần là khung ấy. Đây các bạn chọn, ví dụ mình chọn 0% này, nó sẽ không có cái phần khung nền. Đấy, mình chọn là 0% đi. Rồi, các bạn chọn ra này. Rồi, tiếp theo là độ mờ văn bản nhé. Độ mờ văn bản thì các bạn sẽ chọn là mặc định. Còn những cái mục ví dụ như tô sáng văn bản thì các bạn có thể chọn theo ý thích của các bạn nhé. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn cho mình là cái kiểu số 2 này này. Đấy, kiểu số 2 là cái kiểu mình vừa cài nhé. Hoặc là các bạn có thể đặt tên theo cái phần phông mà các bạn muốn. Bây giờ mình sẽ mình sẽ cho các bạn xem thử cái phụ đề mà mình vừa tạo được nó sẽ như thế nào. Đây, bởi vì mình chọn là cái kiểu chữ, cái phụ đề, cái phông chữ là rất là lớn nên là các bạn nhìn thấy nó rất là to nhé. Nên là mình khuyên các bạn là mình đây là ví dụ cho các bạn thôi. Còn các bạn chọn cái kiểu chữ là mặc định bình thường nhé, để cho nó nhỏ lại. Đây các bạn nên đổi lại cái phần là cỡ chữ nhỏ lại nhé. Mặc định của cái phần phông chữ thì các bạn sẽ thấy rất là dễ nhìn giống như mình đây. Lúc cái phần phông chữ lớn là mình ví dụ cho các bạn thôi, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là dễ nhìn và dễ hiểu. Sau khi xem được đoạn video hướng dẫn của mình thì các bạn hãy nhanh chóng các bạn áp dụng cách để các bạn có thể sử dụng cái tính năng phụ đề cũng như là tạo phụ đề để cho các bạn có những cái trải nghiệm hay nhất ở trên điện thoại iPhone nhé. Và đừng quên, nếu thấy video hay các bạn nhấn like video và bình luận phía dưới phần video giúp mình. Những bạn nào lần đầu tiên ghé kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình thêm bằng cách các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn hình chuông thông báo để không bỏ lỡ các cái video mình ra hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.